Câu thứ ba, có Phật tử hỏi rằng: con bạch thầy, chồng con chết năm 2013, con đã gửi vào chùa. Từ khi chồng con chết, đêm nào con cũng mơ thấy chồng con về. Trong mơ, con còn biết chồng con đã chết về thăm con. Con nghe nói như vậy là chồng con chưa được siêu thoát. Con mong thầy giải đáp giúp con. Con xin chân thành cảm ơn. Cái này thì thầy cũng không dám khẳng định là chồng của Phật tử này được siêu thoát hay chưa được siêu thoát. Nhưng mà như vậy là chúng ta biết ngày nào cũng nhìn thấy, đêm nào mơ cũng nhìn thấy một cái hiện tượng như vậy, thì chúng ta cũng phải xem xét là nó phải có một cái vấn đề gì đó. Thì Phật tử này, cái quan trọng theo thầy ấy thì không tìm hiểu là đấy có phải là chồng mình được siêu thoát hay chưa được siêu thoát. Mà điều quan trọng nhất là bây giờ Phật tử nên phát nguyện này: ăn chay 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, và phát nguyện mỗi ngày 3 thời tụng kinh Địa Tạng, sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ. Sáng từ 4 đến 5 giờ gì đó thì dậy tụng quyển thượng, chiều từ 4 đến 5 giờ chiều đó thì tụng quyển trung, tối thì 7 rưỡi 8 giờ gì đó thì tụng quyển hạ. Nó trùng vào thời của chư tăng và cũng các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Hoàng Hội Việt Nam cùng tụng cái bộ kinh Địa Tạng này, thì công đức nó có sự cộng lực với nhau, cộng hưởng với nhau, năng lượng rất là lớn. Cho nên tụng vào ba cái thời này thì nó có sự cộng hưởng thì rất tốt. Vì vậy Phật tử nó phát nguyện tụng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày, tùy theo cái sự phát nguyện của mình. Tiểu phát nguyện là 21 ngày, trung phát nguyện là 49 ngày, và đại phát nguyện là 100 ngày. 100 ngày này nhất tâm thọ trì đọc tụng như vậy. Đặc biệt là không ăn gì, không ăn năm loại ngũ tân là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Như trong kinh Địa Tạng nói, khi phát nguyện, phát đại nguyện, trung nguyện và tiểu nguyện tụng bộ kinh này để hồi hướng cho người thân, và đặc biệt đây là hồi hướng cho chồng của mình. Nếu hết 21 ngày nếu là tiểu nguyện, 49 ngày nếu là trung nguyện và 100 ngày nếu là đại nguyện mà không thấy chiêm bao như vậy nữa, có nghĩa là ổn. Đấy, như vậy là ổn, là biểu tướng đây là người thân của mình đã được đi thoát hóa đầu thai và không còn ở lại cái kiếp âm hồn ma quỷ ở dưới quay âm nữa. Đấy, thì xin khuyên Phật tử này như vậy. Còn không nên đi tìm là đấy có phải chồng con không, hay là không nên có đi xem đi xỏ lắm làm gì cả, không đi xem xỏ bói toán làm gì cho nó mệt người mà lại lo vào thân, họ phán linh tinh cho lại sợ. Mà đây Phật tử nói cũng đã đem chồng gửi vào chùa rồi, từ năm 2013 đến nay là 2017, như vậy cũng là 4 năm rồi. Đã 4 năm rồi. Và đêm nào cũng mơ như vậy thì là có vấn đề, nên phát nguyện như vậy. Thì ngoài ra thì nên gieo cái, tạo thêm cái phúc duyên nữa, đó là phóng sinh. Vào những ngày chay, tháng thì khoảng độ, nếu có điều kiện thì 10 ngày chay, không thì 6 ngày chay, hoặc là 2 ngày đại chay, tức là 15 và mùng 1 cũng được. Đó. Trong 2 tháng 2 ngày đó là ngày đại chay thì nên phóng sinh một chút, thành tâm thôi. Kinh tế nó có nhiều thì mình phóng sinh nhiều, không có nhiều thì thành tâm. Một vài chục nghìn cũng được, 100, 200 nghìn cũng được, không cứ là phải là nhiều. Nếu như mình không có kinh tế thì cơ bản là xuất phát từ cái tâm thành. Đó. Cơ bản tâm thành. Khi tụng kinh nên thỉnh một cái ảnh Phật Bồ Tát, thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là cái tượng Phật Bồ Tát nhỏ nhỏ cũng được, để lên, có bàn thờ Phật thì để lên bàn thờ Phật thì tốt, không thì bàn thờ thần linh gia tiên nhà mình, và phát nguyện đọc tụng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày đó. Lễ lạc thì thành tâm thôi, hoa quả thì thành tâm, héo thì mình lại thay. Cái cơ bản là mỗi ngày phải múc lấy 7 chén nước. Múc lấy 7 chén nước. Sau đó thì cứ đến hôm sau tụng hết ba thời kinh thượng trung hạ thì đến sáng sớm sau mình lại thay 7 chén nước mới. Một chén ở giữa thì đem vẩy hết đất cát nhà cửa của mình, còn 6 chén còn lại có thể 3 chén cho người tất cả người trong nhà mình uống, hoặc mình uống bản thân mình uống thì tốt, rất tốt. Còn 3 chén còn lại thì nên nhon lại khoảng độ tầm, nếu tụng 21 ngày thì để hết hết 21 ngày đó thì bắt đầu mình đem cái nước đó ra ngoài mộ, mình rải ngoài mộ thì tốt. Nếu mà ở gần gần thì cứ 7 ngày mình ra mình
dồn nước 7 ngày mình ra mình vẩy một lần ở ngoài mộ cho mát mẻ. Đó, cho mát mẻ. Nếu bằng không thì ở xa thì hai hết 21 ngày mình mới ra vẩy cũng được. Đó. Hoặc là hết 49 ngày ra vẩy được, khoảng 100 ngày ra vẩy cũng được. Nhưng tốt nhất thì ở gần gần được thì 7 ngày, hết 7 ngày thì mình nhoan ra vào một cái chai La Vi hay là một cái cốc cái ca nào đó, hết 7 ngày thì mình lại ra mình vẩy một lần. Đó, thì như vậy thì cũng rất tốt cho cái hương linh đó, nếu như hương linh đó chưa được siêu thoát. Nếu được siêu thoát rồi thì trong kinh Phật nói là được siêu thăng cảnh giới thì càng tốt.